Hello, xin chào các bạn. Chào Đình Phúc nha, học viên nhóm VIP của thầy đúng không? Ok, chào Quyên. Chào Linh Mốc. Xin chào mọi người. Các bạn vào đi, share và tag các bạn của bạn vào rồi mình sẽ học ngày hôm nay nhé. Hôm nay thầy tiếp tục dạy các bạn một bài về đồng nghĩa trái nghĩa, được nhỉ? Chào Duy Anh, chào Mạc Văn Thành, chào Minh Cường. Tiếp tục xem có ai mới vào nào. Chào Hạnh Mỹ nhá. Ok. Chào Hoàng Nhi, chào Thùy Duyên. Chào Tuấn Đào. Hello, hello. Tiếng bé à? À, ok. Thầy chỉnh lại tiếng. Các em nghe được chưa? Ok chưa? Nghe rõ chưa? Rồi, để thầy chỉnh tiếng nhá. Ok chưa? Chắc là ổn rồi đúng không? Chắc là ổn rồi. Nãy cái vị trí để tiếng nó hơi bé chút. Rồi, ok. Loa ổn chưa? Thế này được rồi đúng không? Hôm nay ít người xem nhỉ? Đi đâu hết rồi? Hay là chắc đang bận học trên trên trường nhiều? Nay ốm à? Căng nhỉ. Các bạn đi đâu ốm hết tại sao thầy chả thấy đứa nào lên học này? Được có 124 bạn các bạn. Đi đâu hết rồi? Ok chưa? Hôm nay ít người học thế nhỉ? Để chờ tí chắc nó ngồi mới lên đấy. Hello, chào các bạn, chào Thùy Duyên. Chào Hạnh Mỹ, chào Darkwin, chào Nguyễn Mạnh. Chào Hoàng Thảo. Kệ nhá, tí mình không chờ đâu, cứ học đi, để nhờ. Ok. Chào Duyên, Di Thiên Huỳnh. Có đây là tên thật của em à? Hay là tên Nick thôi? Chào Đức Nghĩa nhá, chào Vũ Nguyệt, chào Hà My, hello. 150 bạn mình bắt đầu học nhá các bạn nhá. Có 10 bạn nữa thôi là mình bắt đầu học luôn đấy. Thầy nói xong tí còn có 100 người. Minh Cường à? À, thầy vẫn nhớ chứ. Hình như em đổi cái ảnh đại diện đúng không? Lan Anh JMG, chào bạn. Ok chưa các em, mình học đi, học đi. Xong rồi tí các bạn vào sau thì các bạn học sau nhá. Đó. Hôm nay mình sẽ học về đồng nghĩa trái nghĩa thì những câu đầu tiên sẽ là đồng nghĩa nào. Bắt đầu câu số 1. We oppose this war as we shouldn't do any other war which created an environmental catastrophe. Thì cái từ catastrophe đây có nghĩa là gì? Đấy. Nào, đồng nghĩa nào các bạn? Hello, chào Lan Anh. Chào Nguyễn Tuấn, chào Thùy Linh. Chào các bạn nhá. Chào Nguyễn Thị Linh nhá. À, bạn này cùng tên thầy. Nào tiếp tục. Úi dồi, bạn gì có tên khó quá, thầy không đọc nổi. List gì đấy đúng không? Ok. Nào chúng tôi phản đối cái việc chiến tranh bởi vì là nó chúng tôi as we shouldn't do any other war bởi vì chúng ta không nên gây ra bất cứ thêm cuộc chiến nào nữa. Nó sẽ tạo ra những cái phá hủy về mặt môi trường. Vậy thì ở đây mình xem nào. Pollution thì là ô nhiễm này. Ô nhiễm nói chung thôi. Thế còn ở đây mình có từ disaster là một cái thảm họa. Thảm họa này, convention là một cái gì đấy mang tính gọi là hội nghị, đấy nhờ. Còn từ epidemic thì là dịch bệnh. Vậy đáp án chính xác đây là B rồi, disaster, catastrophe có nghĩa là một cái gì đó rất là thảm họa. Ô em vẫn chưa nghe rõ à? Thế thấy là mức loa to lắm rồi các bạn nhỉ? Em thử chỉnh loa của em to lên nữa xem. Các bạn ai mà nghe rõ thì comment lại cho thầy là đã rõ nhá. Để thầy biết phát xem là cái loa còn bé không. Ok, có một B. Câu số 2. Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems. Câu số 2.
Relaxation therapy teaches one not to fret over small problems. Có thể fret over các bạn không biết, nhưng các bạn có thể căn theo nghĩa câu rồi đúng không? Ừ. Căn theo nghĩa câu để dịch ra. Đấy, người thì rõ, người thì nhỏ, các bạn tự chỉnh loa nhá. Cái đấy thầy chịu, đa số vẫn ghi là rõ rồi đúng không? Hoặc là nếu mà không rõ nữa thì các em có thể lấy tai nghe đeo vào. Đấy. Nào. Những cái người mà làm gì à? Relaxation therapy teaches, tức là cái việc mà chúng ta trị liệu mà làm cho liệu pháp gọi là thư giãn ấy, được nhỉ? Thì nó dạy cho người ta cái cách là không gì đó với những vấn đề rất là nhỏ. Tức là đây là chúng ta không nên bị băn khoăn lo lắng với cái gì đó. Vậy đáp án sẽ là gì? Worry about thôi, được nhỉ? Đấy. Ok, đây là lo lắng thôi, được nhỉ? Thế còn tức giận thì nghe nó có vẻ hơi quá, đúng không ạ? Vấn đề nhỏ thì không ai lại tức giận gì cả, chủ yếu là lo lắng thôi, được nhỉ? Còn look for là tìm kiếm cái gì? Look for, tìm kiếm. Get involved in có nghĩa là liên quan đến cái gì đó. Không chính xác, ok. Đừng lo lắng đến những vấn đề nhỏ. Đấy. Câu số 3. The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless. The 1923 earthquake in Japan killed about 200,000 people and left countless wounded and homeless. Câu số 3 các bạn sẽ chọn đi đây. Cái trận động đất ở Nhật vào năm 1923 đã giết khoảng 200.000 người và khiến cho countless không đếm nổi số người, được nhỉ? Là bị wounded và homeless, bị mất nhà cửa và bị làm sao đó, thì đây chắc chắn là bị thương rồi, gặp phải những cái tai nạn đấy nhá. Vậy thì ở đây poor là nghèo này, imprison là đi tù này, còn suffer là chịu đựng cái gì đó này. Vậy thì đáp án đây chính xác là D, là bị thương rồi, đúng không ạ? Bị thương. Ok, tiếp. Câu số 4. The bomb exploded in the garage. Fortunately, no one hurt. Câu số 4 nào. The bomb exploded in the garage. Fortunately, no one hurt. Hôm nay không ngủ trưa, tối buồn ngủ à? Ờ đúng rồi, thực ra thì các bạn nên ngủ trưa khoảng 15 đến 30 phút được. Thế biết là có một số nơi thì ví dụ ở nước ngoài thì họ không ngủ trưa, nhưng mà đấy là tùy văn hóa từng nơi thôi. Với lại chế độ ăn uống của họ là trong bữa trưa thường họ không ăn tinh bột, thế nên họ không bị buồn ngủ. Còn mình là hay ăn cơm. Đấy, ăn nhiều đồ tinh bột thì ăn xong thì nó tiêu hóa thành đường, nó gây buồn ngủ. Nào, đáp án câu số 4 là gì đây? Cái bom nó đã nổ ở trong cái gara và rất là may không ai bị thương, đấy nhỉ? Vậy thì nổ, đáp án đây sẽ bằng với went off các bạn nhé. Went off nghĩa nổ. Hoặc là chuông đồng hồ thì nó có nghĩa là reo chuông. Đấy, nó có hai nghĩa như vậy. Put on, mặc cái gì lên, đấy nhỉ? Get out, đi ra ngoài. Keep up là theo kịp cái gì đó, không đúng. Ok. À, ngủ trưa một tiếng cũng được. Một tiếng, nói chung cứ từ một tiếng trở xuống thôi. Đừng ngủ nhiều quá thành hai tiếng thì nó không hay, đúng không? Nó cũng ngủ nhiều quá nữa, nó cũng chẳng giải quyết được câu chuyện gì cả. Đấy, ý thế. Câu số 5. Smoking has been banned in public places in some countries. Smoking has been banned in public places in some countries. Ờ, thầy cũng bị một cái bệnh giống như các bạn, đó là thầy mà không ngủ trưa thì đến chiều cảm giác nó rất là đơ máy đấy nhỉ. Mình làm gì thì mình vẫn làm được thôi, nhưng mà cảm giác nó không tỉnh táo nữa. Nên là bao giờ thì thầy cũng cố gắng ngủ trưa, take a nap thôi, khoảng 15 phút, 20 phút thì dậy, ôi. Xong chiều lại tỉnh như sáo ngay, đúng không ạ? Nào.
Thực ra ở đây các bạn sẽ có nhiều bạn chọn là limited và restricted, tức là nhưng mà cái khu vực mà limited hoặc là restricted thì nó lại theo kiểu nghĩa là bị hạn chế. Hạn chế tức là sao? Có thể là hạn chế với trường hợp của người này nhưng người khác thì vẫn được làm điều ấy. Ví dụ như có cái biển báo là ghi là restricted area, tức là khu vực hạn chế ra vào, thì không phải tất cả mọi người đều bị cấm mà là chỉ một số người hoặc là phần đông bị cấm thôi, còn những người có nhiệm vụ vẫn được vào, ví dụ thế. Thì cái này nó chỉ mang tính là hạn chế hoặc là cấm một số nhất định. Thế còn là ở đây là banned, là bị cấm một cách hoàn toàn. Cái việc hút thuốc đã bị cấm hoàn toàn ở nơi công cộng ở một số quốc gia, tức là cái này đã trở thành luật rồi. Vậy luật thì phải là made illegal các bạn nhá. Còn restricted và limited nó chỉ là hạn chế thôi, được nhá. Câu 6. Còn đây là cả countries cơ mà, trên toàn quốc gia, tức là phải có luật. Đó. Ok chưa? Câu số 6, they had to delay their trip because of the bad weather. Đường link trong phần để tư vấn khóa online các bạn cứ ấn vào trong phần mô tả nhá. Thì sẽ có thể và các chị trợ lý sẽ tư vấn cho các bạn lịch học, được nhá. Ngoài việc chúng ta học online thì chúng ta còn có cả chương trình học live VIP 2 buổi một tuần để hỗ trợ các bạn học thêm, được nhá. Câu 6 nào. Câu này dễ thôi đúng không? Delay thì bằng với put off thôi, tức là trì hoãn. Đó. Thực ra để thi tiếng Anh các bạn lên được 8 điểm thì nó không không chưa cần đòi hỏi đến trí thông minh, mà chỉ cần các bạn chăm chỉ và học những kiến thức cơ bản thôi là ok thôi. Đấy. Có khi các bạn lên đến 9 thì bắt đầu mới cần đến sự thông minh và có gì đó xuất sắc, được nhỉ? Get through tức là mình trải qua cái gì đó này, keep up with theo kịp, go over. Ok. Không nghĩa gì. Câu số 7. The organization was established in the 1950 in the USA. Câu số 7 nào. Established. Established bằng cái gì nhỉ? Đúng không? Established bằng với setup thôi, đúng không? Ừ. Còn make out thì nó bằng với understand. Hoặc là ai đó mới gặp nhau và đã hôn nhau thì cũng gọi là make out, thấy nhỉ? Đấy, ok. Come around tức là thay đổi quan điểm về cái điều gì? Hoặc put on mặc lên, đó. Cái tổ chức này đã được thiết lập vào năm 1950 ở nước Mỹ. Xong. Câu số 8. It took me a very long time to recover from the shock of her death. Setup thành lập chuẩn luôn. Tiếp câu số 8. Câu 8 đó các bạn. 8 bạn chọn gì đây? Đúng rồi, 8 đáp án là C nhá. Là mình vượt qua được một cái có thể là một cú sốc nào đó trong cuộc đời, được nhá. It took me a very long time, nó khiến tôi mất rất nhiều thời gian để có thể vượt qua được cú sốc trong việc là sự qua đời của cô ấy. Turn on và tắt cái gì đi này, take on là nhận đảm nhiệm một cái việc gì đó, keep up with là theo kịp. Xong. Câu số 9. Many young children are spending lots amounts of time watching the TV without being aware of its detrimental to their school work. Câu số 9 nào. Câu 8C chuẩn rồi, câu 9. Đây những cái bài rất là cơ bản của các bạn thôi, đúng không? Để mình tổng ôn. 9 đáp án là gì? Ok. Detrimental chắc chắn là có gây hại rồi đúng không? Vậy đáp án đây sẽ là A. Advantage là lợi thế này, support này, hỗ trợ này, benefit là lợi ích. Như vậy ba cái từ sau đều có nghĩa tích cực. Chỉ có A là tiêu cực thôi. Có rất nhiều trẻ em là đang dành rất nhiều thời gian để xem TV mà không hề biết đến những tác hại của nó đến việc học ở trường.
Giờ thì các bạn ít xem TV hơn nhưng các bạn lại dành thời gian cho Facebook nhiều đúng không? To prepare for your job interview, you should jot down your qualifications and experience, as well as some important information about yourself. Nào. Câu số 10 là các bạn. Để mà chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi phỏng vấn việc làm này, bạn nên ghi đó xuống những cái qualification, là những phẩm chất và kinh nghiệm của bạn, cũng như những cái thông tin quan trọng về bản thân bạn. Thì như vậy đây rõ ràng là write down, thấy chưa? Tức là viết xuống. Put down thì có nghĩa là mình đặt một cái gì đấy xuống thôi các em ạ, chứ nó không phải là một phrasal verb đấy nhỉ. Write down, viết xuống, jot down đấy, đồng nghĩa với nhau. Viết xuống, viết lại cái gì? Ok. Câu số 11. The girls were deeply affected by that sentimental movie. Vậy thì affected nó đồng nghĩa với gì đây? Các bạn cứ chăm chỉ học tiếng Anh ít nhất 1 giờ cho thầy mỗi ngày, nhưng trong khóa VIP thầy thì thầy yêu cầu các bạn là 2 giờ. Thì kiểu gì điểm hết kỳ 1 lại cũng là 89 phẩy thôi, thấy chưa? Thì đại học thì sẽ 89 cộng là cái chắc. Tiếng Anh nó có một cái hay so với các môn học toán lý hóa đó là gì, nó không yêu cầu sự thông minh. Chỉ cần các bạn chăm chỉ và học đúng những cái gì được hướng dẫn theo một lộ trình bài bản đầy đủ là các bạn xong. Và khi đã đạt được cái ngưỡng điểm cao rồi thì nó rất không có chuyện là học tài thi phận giống các môn khác. Văn thì cũng cần phải trúng tủ, nhưng tiếng Anh thì thầy nghĩ là không cần, cứ học tốt là ok thôi. Trúng tủ hay lệch tủ thì nó cũng lệch nửa điểm, một điểm, nó không thể dụng quá nhiều giống như các môn khác được. Các môn khác là đề này đề kia là chết, nhưng mà tiếng Anh thì nó không quá đến mức như vậy. Nên là càng học sớm thì càng tốt các bạn nhé. Nào. Ở đây ý, thì cái cô gái này đã bị ảnh hưởng một cách sâu sắc bởi cái bộ phim là rất là sentimental, rất là cảm động. Thì bởi vì đây là bộ phim mà mang tính cảm động thì người ta có thể dùng influence cũng được. Ngoài ra có thể dùng cả touch. Đấy là nhờ touch có nghĩa là chạm vào được trái tim của một ai đó. Thì cả hai cái từ này đều có nghĩa là ảnh hưởng và cảm thấy cảm động. Vậy đáp án là A và C đều đúng các bạn nhé. Ok. Có ai chọn đến C không? Thầy không dùng Insta đâu, được chưa? Thầy là thế hệ già rồi, chả biết Insta là cái gì. Nói chung là dùng cái những cái phần mềm nhiều nó phức tạp lắm, mình không thích dùng. Thời gian đâu mà dùng, cả ngày ngồi soạn giáo án rồi đi chữa bài đã thấy hết ngày rồi các bạn ạ. Helen Keller, blind and deaf from an early age, developed her sense of smell so finely that she could identify friends by their personal odors. Câu số 12. Rất cơ bản đúng không? Để các bạn ôn lại được kiến thức của mình. Không hề có một chút gì là đánh đố ở đây hết cả. Câu 12 nào. Đấy, các bạn chọn B nhiều nhá. Helen Keller này, người này vừa bị blind và bị deaf. Blind là mù, deaf là điếc đúng không? Từ cái độ tuổi rất là còn nhỏ và đã tự phát triển những cái giác quan về mùi hương của cô ấy một cách rất là tuyệt vời. Thế nên cô ấy có thể xác nhận được bạn bè của mình với cái mùi cá nhân của họ, mùi cơ thể cá nhân ấy, odor là mùi. Như vậy thì nếu các bạn chọn classify là phân loại này, các bạn chọn communicate with thì cũng giao tiếp cùng này cũng là không được, các bạn chọn describe là mô tả không được. Làm sao có thể giao tiếp với bạn bè bằng cái mùi hương của họ được, chỉ có thể nhận ra thôi. Vậy đáp án là D nhá. Odor là mùi. Mùi cá nhân. Ok chưa? Vậy là D nhá. Câu này sai nhiều ấy đúng không ạ? Tiếp câu 13. The life boat rescued the crew of sinking ship. The life boat rescued the crew of sinking
Câu số 13 các bạn chọn đi đây. 12D đúng là chuẩn đấy. Quên là định thi thi nhỉ? Tiếng Việt không đúng không? Nói chung học tiếng Anh ổn, thế là ổn rồi. Cao nữa là được. Với lại đừng có bật khách hàng, không nhỡ khách hàng lại tát cho. Mà đừng tát, khách hàng tát thì cũng đừng đánh lại nên nhờ, nếu mà muốn ở lại trong nghề lâu. Nói chung là làm ngành tiếp viên hàng không là một này, làm ngành check in ở sân bay, làm ngành tiếp tân ở khách sạn là ba, thì thấy đều có cơ hội là tiếp cận với rất nhiều các bạn làm ở những cái vị trí đó. Thì đều thấy có một cái là các bạn phải có một cái tính nhẫn nhịn rất là cao, hơn người đấy, thực sự là hơn người. Bởi vì làm những công việc đó đôi khi gặp những phải những người người ta còn tổng xì vả mình cơ, có khi họ sai nhưng mình vẫn phải dịu dàng để lắng nghe đấy. Nào 13 chọn gì đây? Rescue là cứu, cứu ai đó thôi, để nhờ cứu cứu. Vậy thì pick up là đó này, không đúng. Provide food for là cung cấp đồ ăn, look for tìm kiếm, vậy save life xong. Lifeboat là cái tàu cứu sinh, đã cứu rất là nhiều thủy thủ trong cái con tàu đang bị chìm. Câu 14, the most important thing is to keep yourself occupied. Vậy thì 14 là gì? Tiết 14. The most important thing is to keep yourself occupied. Điều quan trọng nhất là phải giữ cho bạn gì đó. Các bạn chọn gì đây? Ừ, câu này các bạn vẫn có nhiều người nhầm đấy đúng không? Cái từ occupy là bản chất là đã được giữ chỗ, được chiếm chỗ. Thế nếu mà bản thân mình mà bị giữ chỗ, chiếm chỗ thì rõ ràng nó không thể nào là comfortable được, không thoải mái. Nó cũng không thể nào là tự do được, nó cũng không thể nào là thư giãn được. Bị chiếm chỗ thì lấy đâu thư giãn? Nó là gì nhỉ? Bị busy, tức là bị bận rộn. Điều quan trọng là hãy giữ cho bản thân bạn bận rộn. Ừ, các em nghe thì có vẻ điều đúng không? Vì các em đang là học sinh thì các em rất là chán học. Thế nhưng mà thực tế thì sau này khi mà cuộc sống nó có quá nhiều điều phải suy nghĩ ấy, thì đôi khi bận rộn lại giúp cho người ta quên đi những cái điều mà người ta cần phải nghĩ. Đấy. You can withdraw money from the account at any time without penalty. Thế tại sao trong cuộc đời với những người mà bị bồ đá hay người yêu đá thì sau đấy họ lại thường rất là giỏi, vì là họ phải bận rộn để quên đi người yêu. Thế nên có đứa tìm cách học giỏi bằng cách là có người yêu xong rồi bảo người yêu đá mình nhỉ. Penalty sẽ là gì các bạn? Nào, câu số 15. Penalty. Trong chương trình live VIP của thầy hiện tại, thầy đang cho học ngữ pháp và theo chuyên đề, và có một buổi là để đọc dịch luôn, để nhờ hướng dẫn đọc dịch và tôi vựng luôn. Thế còn khi mà sang tháng 10 này thì sẽ có một buổi nâng cao nhé. Thì các bạn có vẻ vào học càng sớm thì nó sẽ càng tốt cho các bạn. Thấy nhỉ? Có khóa online và kết hợp với chương trình live VIP 2 buổi một tuần. Câu 15 các bạn chọn thì... À ok. Bạn có thể rút tiền ra khỏi cái tài khoản này bất cứ lúc nào mà không hề bị phạt. Penalty là phạt. Phạt đây tức là phạt tiền thôi. Còn nếu mà charge mà theo tiền thì người ta lại dịch là tính tiền dịch vụ, chứ người ta không phải là phạt. Đang nói đến chuyện tiền nong nhá. Tính tiền dịch vụ. Đúng không ạ? Đấy. Loss là bị mất tiền này, thì với đáp án phạt thì liên quan đến punishment thôi. Offense là mình xúc phạm ai đó. Vậy thì C mới là chuẩn các bạn nhé. Ok. Rồi. Mình xong phần đồng nghĩa thì chuyển sang cho phần trái nghĩa nào. Trái nghĩa nhá. Đi thi nhớ để ý xem nó viết đồng nghĩa hay trái nghĩa để làm nhá. Câu 16. As an executive director of a big company, she is a woman of extraordinary intelligence. Em mình chiếm tivi nên chỉ nhớ là Tố Hữu một đời thơ. À các bạn cũng học văn cả đề thi đúng không? Đúng rồi, penalty là đá phạt đấy. Chuẩn. Nó chính là từ này đấy. Mà Việt Nam mình hay gọi là penalty, hiểu chưa? Đấy. Thì đấy là đều lấy từ tiếng nước ngoài về.
Thế sau này thầy thấy phát hiện ra là có nhiều từ lấy từ tiếng Anh sang lắm, nhưng mà thầy bây giờ thì tự nhiên thì thầy không nhớ ra ngay được, được chưa? Thế mà thầy nhớ ra thầy sẽ nói. Nào. Ở đây mình thấy nhá, Executive Director là giám đốc, gọi là điều hành luôn đấy, đấy nhỉ? Của một công ty lớn thì cô ấy là một cái người phụ nữ mà có trí thông minh tuyệt vời. Như vậy tuyệt vời thì nó sẽ trái nghĩa với cái từ tầm thường thôi. Vậy đáp án này sẽ B, moderate, thấy nhờ. Còn remarkable cũng là một cách đáng kể, nhiều này, sufficient là đủ, đủ tốt, đủ giỏi này. Little thì nó có nghĩa là ít nhưng nó lại không đi với thông minh, đấy nhờ. Vậy phải là B. Little thì là ít nhưng mà để chỉ lượng cơ. Cho đi với thông minh thì nó không ai không người ta không sử dụng little intelligence đấy được. Ít nước này, ít tiền này thì được. Ok, ít lúa, ít gạo, ít cát thì được. Nhưng còn thông minh thì đây là chỉ mức độ giỏi bình thường hoặc là dốt thì là moderate là bình thường. Quá tầm thường đấy nhỉ, câu 17. We have been out of touch him since we moved to London. Out of touch with nhé. Ok, bổ sung thầy cái đấy. À, cái từ nào mà khó thì thầy sẽ ghi lại, còn đâu thầy sẽ nói. Thế thì nó đi được nhanh, nhiều câu hơn đấy nhỉ. Mà thực ra đấy là cũng giúp cho các bạn là có thể tiết kiệm một thời gian. Vì thầy biết là sau khi mà các bạn học thầy xong thì các bạn đi học rất là nhiều các môn khác nữa, đúng không? Ừ. Thế cái gì mà thực sự không cần thiết thì hạn chế đi. Để các bạn có thêm nhiều thời gian hơn nữa. Câu 18 nào. À 17, sorry. 17 đáp án này là keep contact with nha các bạn nhé. Còn nếu các bạn chọn contact with là chưa chuẩn. Contact with thì nó lại là tiếp xúc với cái gì? Ở đây là giữ liên lạc cơ. Còn đây là mất liên lạc. Đây là giữ liên lạc này. Đấy, live stream lại bắt đầu bị giật rồi đấy. Ok, chúng tôi đã mất liên lạc với anh ấy kể từ khi anh ấy chuyển đến London. Đó. Câu 18. The consequences of the typhoon were disastrous. Due to the lack of precautionary measures. Câu 18 nào. Bị lag đúng không? Thầy biết là vừa nãy bị giật một phát. Không biết tí có bị không. Hậu quả. Ấy biết ngay mà các bạn lại tèo rồi, người ta đang hỏi cái gì đấy các bạn, opposite mà các bạn lại đi comment vào hết những cái nghĩa vào những cái nghĩa đồng nghĩa rồi. Disastrous là mang tính thảm họa thì trái nghĩa nó phải là có lợi chứ, C chứ. Cái hậu quả của cái trận gọi là typhoon là cơn bão đấy nhỉ, này rất là mang tính phá hủy bởi vì là nó thiếu đi những cái biện pháp phòng ngừa, vậy thì trái nghĩa phải là beneficial. Thì các bạn có chọn severe là cùng nghĩa rồi còn đâu. Damaging cùng nghĩa còn đâu, physical thuộc về vật lý thì không đúng. Đấy nha. Đấy này, đi thi phải hết sức để ý xem nó đang hỏi cái gì nhá. Đúng không? Câu 19. Synthetic products are made from chemicals or artificial substances. Tiếp nào, câu số 19 nào. Đúng rồi, phải tỉnh táo. 19. Synthetic nó bằng với artificial thôi. Thế nhờ hai từ này đồng nghĩa với nhau, có nghĩa là nhân tạo. Vậy thì trái nghĩa nó sẽ là tự nhiên, natural. Xong. Những sản phẩm mà tạo ra bởi con người ấy, thì được làm từ chất những cái chất hóa học hoặc là những cái hợp chất mà nhân tạo thôi.
Đấy, man-made là đồng nghĩa này. Xong. A tự nhiên chuẩn nha các bạn. Câu số 20. Doctors have been criticized for their indiscriminate use of antibiotics. Nào, tiếp câu số 20. Cố lên, cứ chăm chỉ học từ phát đến cuối năm là điểm cao ngay ấy mà. Các bạn chỉ cần học thầy, không cần học của ai nữa đâu. Thực ra thầy không phải đây là thầy khuyên các bạn, bởi vì là thầy sợ các bạn học người khác, mà là cơ bản đây này, các bạn học một môn mà hai người thì các bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để học đi học lại những thứ mà người khác đã dạy rồi. Đó, thế trong khi chúng ta đi một cái lộ trình dọc thì chúng ta đi dọc như thế hết. Các bạn có thời gian để làm đề ôn lại nó nhiều hơn, được nhá. Ngày xưa với mỗi môn thì thầy cũng chỉ học một người, và thường có những cái môn là thầy không học ai, thầy tự học. Nó tiết kiệm rất nhiều thời gian, thấy nhá. Indiscriminate thì có nghĩa là gì? Discriminate là mình phân biệt, tức là phân biệt tức là mình có chọn lọc. Vậy indiscriminate tức là không phân biệt, không có chọn lọc, dùng bừa bãi. Những cái người bác sĩ ngày nay bị chỉ trích rất là nhiều vì cái việc sử dụng bừa bãi những cái chất mà liên quan đến kháng sinh. Thế nên tại sao mà nhiều người lại bị nhờn thuốc ấy, đúng không? Vậy thì trái nghĩa với việc là bừa bãi thì nó sẽ là việc sử dụng một cách có chọn lọc, đấy, selective, tức là có chọn lọc, có điều chỉnh, mang tính chọn lựa ra để mà dùng phù hợp với từng người. Còn discipline thì mang tính kỷ luật thì không đúng, kỷ luật thường dùng với quân đội này hoặc là những cái gì để chúng ta làm thành thói quen. Ok, đấy, còn wholesale tức là bán thì nhà bán buôn. Nếu nào mà xác định học theo thầy đến già thì rất là ok luôn, bởi vì đã xác định là hiểu nhau và hợp với cách học rồi thì các bạn chỉ cần học theo một người thôi, chăm chỉ làm đúng những gì thầy nói thì các bạn tiếng Anh không có gì phải nghĩ cả. Được nhỉ? Unconscious là bất tỉnh. Còn sợ nhất là cứ nghe lời khuyên của người này như này, xong hôm sau lại học theo cách của người khác lại như thế khác, và sau đó bị mâu thuẫn nhau và bị rơi vào một cái biển thông tin. Các bạn biết là biển thông tin nó kinh khủng như nào rồi đúng không ạ? Cái thời đại ngày nay thì người ta không phải là thiếu thông tin mà bị thừa thông tin. Và những gì bạn biết thì đôi khi lại là những cái gì chính là những cái chống lại bạn, giúp cho bạn không giỏi được. Đấy. Sau này các bạn sẽ có những cái giai đoạn rơi vào những hoàn cảnh như vậy. Tức là vì bạn biết cái điều này dẫn đến điều đó khiến bạn không giỏi được, chứ không phải là vì bạn không biết. Câu 21. Slavery nào. Chưa ai comment câu 21 đúng không? Ở đây mình thấy là abolish tức là được loại bỏ. À, chế độ nô lệ được loại bỏ ở nước Mỹ ở thế kỷ thứ 19, tức là kết thúc chế độ nô lệ. Người da đen không làm nô lệ nữa. Thì thấy mình sẽ thấy là eradicate và eliminate hai từ này xấp xỉ bằng nhau, tức là loại bỏ và bài trừ cái gì. Thế còn require là yêu cầu thì chưa chính xác lắm. Đáp án là institute. Institute có nghĩa là mình thiết lập lên một cái gì đó. Institute. Eliminate lại đồng nghĩa thôi, các bạn lại chọn nhầm rồi. Ở đây đang chọn là opposite mà, đấy nhỉ? Ừ. 22 này, I'm tired because I went to bed late last night. Abolish là loại bỏ, đúng không? Nào. Tôi rất là mệt mỏi bởi vì tôi đã phải went to bed late, là tôi đi ngủ muộn tối ngày hôm qua. Vậy thì trái nghĩa nó sẽ là gì đây? Stay up late, đấy nhờ, tức là chúng tôi thức khuya. Đúng không? Ok, đó. Thức một cái là đi ngủ. Keep off là tránh xa khỏi cái gì đó. Put out là đưa ra ngoài. Put out nó còn một nghĩa nữa, tức là sử dụng với những người phụ nữ mà dễ dãi nhá. Tức là put out tức là mình đi lừa, mình đi úp sọt ai đấy, hiểu không nhỉ? Dễ dãi với ai đó cho cái chuyện là
có một mối quan hệ là one night stand vân vân thì đấy anh nhờ, thì đấy gọi là put out, nhưng mà nghĩa đấy thì nó ít dùng trong bài thi nên thầy không giới thiệu nhiều. Đấy, ok, câu 23. Bring up something tức là bắt đầu nói về cái gì. Câu số 23, drivers are advised to get enough petrol because filling stations are few and far between on the highway. Nào tiếp. Câu số 23. Drivers are advised to get enough petrol. 23 đáp án A à. Đúng rồi. Những người lái xe được khuyên là hãy gọi là bơm đầy đủ xăng vào trước khi bởi vì là những cái filling station là những cái trạm đổ xăng rất là khó tìm trên đường cao tốc, tức là rất là cách xa nhau. Vậy trải nghiệm cho nó sẽ là easy to find nhỉ. Ok. Còn B, difficult to access lại là đồng nghĩa là các bạn. Dễ tiếp cận, đồng nghĩa. À nhá. Rồi, chuẩn rồi. Tiếp. Câu 24. We managed to get to the school in time despite the heavy rain. We managed to get to the school in time despite the heavy rain. Nào. Chúng tôi manage, chúng tôi cố gắng để đến được trường học in time, tức là đúng giờ bất kể việc trời mưa. Vậy thì in time đúng giờ nó sẽ trái nghĩa với gì nhỉ? Later than expected, đúng rồi, muộn hơn so với dự kiến. Chuẩn. Vậy thôi, đúng không? Câu 25. Sorry, I can't come to your party. I'm snowed under with work at the moment. Sorry, I can't come to your party. I am snowed under with work at the moment. Hôm qua thầy đã có một buổi giải thích là in time và on time. Rồi, thế nên là hôm nay thầy sẽ không nói lại thầy nha. Còn nếu mà hôm sau nữa thì thầy sẽ nói lại nha. Chứ còn trong bài này là không có on time nên thầy không giải thích ở đây nữa. Hôm khác thầy sẽ nói lại sau. Câu 25. Sorry, I can't come to your party. Rất là xin lỗi, tôi đã không thể đến được bữa tiệc của bạn này. Tôi đã bị gì đó với công việc tại thời điểm bây giờ. Còn bạn nào mà còn nhớ hôm qua thầy đã giải thích rồi thì có thể là comment lại để cho bạn hiểu, đúng không ạ? Buồn thì em cũng phải chịu thôi. Em cứ theo dõi thường xuyên thì em biết. Chuyện em buồn hay không nó không có liên quan đến thầy. Thầy phải phục vụ số đông, được nhỉ? Chứ không bây giờ cứ đùng một phát giải rất một bài như vậy xong rồi là các bạn cứ lần lần hỏi lại những câu nó không liên quan thì nó không đi vào cái chủ đề chính. Nào. Rất là xin lỗi, tôi không thể đến được cái bữa tiệc này. Tôi đã bị rất là bận rộn rồi, snow under with bận ngập đầu ngập mặt, tuyết rơi này, ngập đầu ngập mặt đấy nhờ. Với những công việc tại thời điểm hiện tại, như vậy snow under with tức là rất là bận rộn thì trái nghĩa với nó sẽ là gì? Free from B các bạn nhá. Đấy, còn relax thì nó chưa chuẩn đâu. Busy thì là đồng nghĩa thôi, cái này là đồng nghĩa. Ok. Câu 26. About 90% of all animals are invertebrates, which can live anywhere, but most like the starfish crabs live in the ocean. Câu số 26 các bạn chọn đi đây. Thầy không có cái thói quen là cứ chiều học sinh quá không ạ, chiều quá là hư ngay. Mình chiều mức độ vừa phải thôi. Tại vì các em đều còn đang rất là trẻ, các em cần một người định hướng cái tư duy, cần một định hướng cách suy nghĩ và cái lối sống. Thế nên là không phải là cái gì mình cũng chiều được, đúng không ạ? Nó sẽ tạo thành ra những cái rất là vô kỷ luật. Mà người trẻ là không có kỷ luật thì các bạn biết thế nào rồi, đúng không? Thường bây giờ chúng ta thấy là một xã hội đang tồn tại với rất nhiều người sống theo cách rất là vô kỷ luật, đúng không ạ? Rất là vô tổ chức. Ok.
Nào, có 95% số các loại động vật là không có gì đó và họ chúng nó sống ở bất cứ đâu. Nhưng mà hầu hết giống như là những cái con sao biển, con cua thì nó sống dưới đại dương. Invertebrate là không có xương sống. Vậy thì trái nghĩa với nó sẽ là có xương sống nhá, with backbones. Con cua là không có xương sống đúng không em? Còn ribs là xương sườn thì chả liên quan. Người ta không phân biệt giữa xương sườn và không xương sườn. Invertebrate là không có xương sống, con cua không có xương sống mà. Vậy thì trái nghĩa với nó sẽ là có xương sống. D. Đó. The bank announced that it was to merge with another of the high street banks. À thế à, đúng không? Đó, thế rất là nguy hiểm, các bạn cứ để ý nó thêm các cái tiền tố in với không in vào, ân cái thứ vào là rất dễ sai đúng không? Nó làm cho mình bị rối trí lên, hoặc là dis đấy, những cái tiền tố đấy là các bạn phải hết sức cẩn thận. Merge là sáp nhập thì trái nghĩa sẽ là separate. Ngân hàng đang thông báo về cái chiến dịch của nó sẽ kết hợp với một ngân hàng khác ở High Street Bank, là trên cái con đường gọi là đại lộ tài chính đấy nha. Associate là có liên quan này, cooperate là kết hợp này, assemble có nghĩa là lắp ráp lại. Không đúng, câu 28. Our farmland was very adjacent to the river, which is quite an advantage, especially in the dry season. Câu 28 các bạn chọn gì đây? Adjacent. Hai bảy mà không biết gì là căng nhá, hai bảy mà không biết gì là từ vựng, thực sự là rất căng luôn đấy đúng không? Nào 28 chọn gì nào các bạn? Cái khu đất trồng trọt farmland thì rất là gì đó với dòng sông, thế nên đây thực sự là một cái tiện lợi, và đặc biệt là trong cái mùa mưa, à, trong mùa khô. Như vậy thì chắc chắn là adjacent nó sẽ là gần rồi, adjacent là gần đúng không? Nó bằng với near. Vậy trái nó sẽ là distant, far. Đấy. Đấy thôi, không ai chọn đáp án khác đúng không? Thầy không giải thích nữa nhá. Handy for có nghĩa là thiệt thòi. Inconvenient là không tiện lợi, disadvantage không có lợi thì có giống nghĩa rồi. Câu 29. Names of people in book were changed to preserve anonymity. Anonymity. Câu 29 nào. À không biết mỗi từ merge này. Thế thì ok. Ừ, được. Thế tưởng là không biết hết các từ kia là chết. Không biết cái đáp án thì được, không biết đáp án thì không sao, bởi vì là thế thì mình mới cần học mà đúng không em? Thế không sao cả. Đấy. À đúng rồi. Anonymity có nghĩa là ẩn danh, hoặc là các bạn có thể là ghi là bí danh, tức là giữ bí mật về cái danh tính này nha. Tên của những người trong cuốn sách đó đã được thay đổi để mà giữ được cái bí danh của họ. Đấy, vậy thì đáp án ở đây là gì? Preserve. Trái nghĩa sẽ reveal, tiết lộ. Reveal, này nhỉ, tiết lộ. Conserve là bảo tồn, bảo quản. Cover, che phủ. Presume cũng là mang tính gọi là che phủ, bảo quản cái gì, giả định cái gì đó đúng không ạ? Presume, giả định, không có thật. Câu 30. We are now a 24/7 society where shops and services must be available all hours. Câu 30 nào các bạn? Một xã hội 24 trên 7 là xã hội mà lúc nào cũng thức đúng không ạ? Tức là rất là năng động. Vậy thì trái nghĩa với nó xem một xã hội rất là inactive, xã hội bị động, không năng động.
nơi mà những có những cửa hàng và những dịch vụ thì luôn luôn có sẵn trong mọi thời gian, all hours. Xong. Ok chưa? Rồi như vậy mình kết thúc các bạn nhá. Đấy các bạn thấy không? Học như vậy rất là hiệu quả. Một buổi đi học chính thức trên lớp thì chưa chắc các bạn đã xử lý được nhiều những cái bài tập như là các bạn học online tự học ở nhà đâu. Bởi vì là đi học thì các bạn sẽ mất công nghe giảng và phải chờ các bạn khác làm bài rất là nhiều, còn học ở nhà thì các bạn chủ động xem lại ôn tập các thứ. Ok. Đó, không hiểu thì có thể vào live VIP thầy giải thích thêm. Như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Đấy, là nhà mỗi hôm mình học chút một như vậy thì mình sẽ nhớ rất là lâu. Thay việc nhồi nhiều nhưng mà lại không tiêu hóa được kiến thức. Hẹn gặp lại tất cả các bạn và nhớ là hãy theo dõi thầy trong cả năm để đạt điểm số cao môn tiếng Anh. Những ai có điều kiện thì có thể đăng ký vào khóa VIP và khóa online để học. Và những bạn đã đăng ký online khóa VIP của thầy, các em có thể là bỏ đi học thêm nhé, không cần đi học thêm đâu, chắc chắn luôn điều đó. Ok. Hôm nay đúng rất nhiều, vậy tốt rồi. Chúc mừng bạn nhé, chúc mừng bạn Nam đã win. Like cho bạn cái. Rồi, cố gắng lên nhé em nhé. Không tính 20 phút đầu thì sai hai câu vậy cũng tốt, được nhờ, 7 cộng tốt rồi. Cố gắng lên nhá. Đó, cứ như vậy, chăm chỉ đều đặn. Có thời gian vào học trong khóa của thầy, học thêm cả đọc hiểu và luyện đề nữa nhá. Rồi, hẹn gặp lại tất cả các bạn những buổi tiếp theo. Bye bye.